đi 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 đó. Lộn thôi. Phải không? Phải không? Phải không? Đi. Trời ơi quá. Có bạn gái chưa? Dạ, có rồi. Có rồi. Có rồi đúng không? Tại sao có bạn gái? Hỏi đàng hoàng cho người ta giao lưu đàng hoàng. Không, ý là tại sao em có được bạn gái? Do em đẹp trai hay là do em đàn hay, hay là do em em người ta mới trả lời. Em người ta mới trả lời. Do em đánh đàn bạn gái của em. Bạn gái của em. Mấy cái trường hợp này không có phù hợp với chủ đề ngày hôm nay. Tại sao vậy? Tại vì cái này là được bạn gái đeo đuổi. Nhưng cái chủ đề ngày hôm nay rất hấp dẫn. Lâm ơi. Gì vậy chị? Cái chủ đề này là cái chủ đề của em. Trời ơi. Đó là đẹp trai không bằng trai mặt. Ủa, ý là chị nói mặt em trai hả? Không phải. Không hề chị, em nhờ cái đôi môi quyến rũ của mình. Trời ơi, Quỳnh nói trời ơi, anh quyến rũ quá. Trời ơi, nhìn cái môi anh, trời ơi, cái miệng trời ơi, cứng kìa, trời ơi, nhìn cái hố đen đủ trù kìa, trời ơi, cứng. Thích khoái. Phải không? Phải. Chị lo cho Quỳnh quá. Sao vậy? Kiểu ở chung với em cái mọi thứ nó hư á. Ngày hôm nay nhân viên của chúng ta là một cô gái rất đẹp. Bập bình, không ai khác, đó chính là Bập Bình Nam Em. Ủa, cái đội vừa mới rồi mà. Trời ơi. Xuất sắc chưa? Ủa? Sao? Sao nó đổi thư ký mới mà sao đưa gưỡng bé Bập Bình hoài vậy? Bé biết sao? Bên công ty chủ của mình á, nói không có người, không có ai chịu nổi hai đứa mình hết. Hết rồi, ngày hôm nay không biết Bập Bình đến đây với tâm trạng như thế nào hỡi Bập Bình ơi. Em xin chào Bập Bình và Bập Bè. Em là Bập Bình á. Bập Bè. Wow. Hôm nay hứa hẹn một buổi cãi không lại người ta. Đấy. Chưa gì chân ra mà Bập Bè, Bập Bình chừng nào mới cãi lại. Sao online mình làm rần rần mà sao từ cái bữa mà từ quay hình cái quán này ra là mình thua không đó? Phải không? Có ai tới cũng vậy. Quán kia cho mệt đi. Thôi. Hay quá. Thôi. Quá. Chị Lâu Công và anh bảo vệ Sầm Đế. Cái gì vậy? Bộ phim lão. Nghe giới thiệu bộ phim muốn đi vô lại. Khánh ơi, cảm xúc của em như thế nào khi đến với chương trình Ngoài Đứng Cười? Thật sự đây là lần thứ hai em quay trở lại chương trình rồi. Ủa, lần thứ hai rồi hả? Dạ. Ủa, lần thứ nhất là lần nào vậy ta? Lần bữa mà cãi không lại người ta đó. Cái bữa đó hơi lép đúng không? Ở bên đội mình mà không giúp đỡ gì trơn á, nhớ không? Không, bữa đó công chúa dữ quá. Dữ phải không? Trời ơi, sao hai người nói hay quá nhưng mà lúc chơi hai người không nói? Chơi là có một mình em nói không? Gì Bập Bình, em nói lớn như Bập Bình. Có ai cho cái mic cây cho nằm em cầm cho nói chuyện cho rõ chứ nó rồi, không nghe. Trời ơi, ý em là em thấy chương trình này toàn nói đâu có chơi. Có chơi, bữa chơi quang vui lắm. Có chơi xì quýt im trò chơi con mực không? Trò chơi con mực em là con búp bê đó. Ngồi đi ra đi 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 ra. Lộn thôi. Phải không? Em ghê lắm hả? Giống quá. Lúc mà em coi phim đó em thấy con mặt búp bê giống anh giả gái mà em không dám nói. Đâu thử coi là đây nè. Hai ba. Đâu mình. Đê cô la đi 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 đà. Ghê quá. Đê cô la đi 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 đà. Đê. Trời ơi quá. Em mới ghê á. Em mới ghê. Em ghê nhất.